Dòng đèn này có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Nó có chế độ cảm ứng đeo nhạc, chạy auto tự động và điều khiển ở bàn điều khiển DMS. Nó từng sử dụng rất là nhiều trang trí cho những cái sân khấu diesel, những cái sân khấu đám cưới lưu động, hoặc là trang trí ở những cái sảnh nhà hàng, những cái sảnh khách sạn năm sao sang trọng. Đèn có thể pha ra rất là nhiều màu, nó sử dụng bóng led 7 màu để trộn ra và pha hơn 1000 màu khác nhau. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn để cho mọi người xem được cái thiết kế bên ngoài của đèn. Đèn nó đang cảm ứng theo nhạc, nên mà khi nhạc tắt này đèn nó sẽ đổi màu rất là nhẹ. Mình sẽ mở nhạc lại để cho mọi người thấy được cái độ đổi màu của nó cảm ứng theo nhạc. Mình đang quay bài giới thiệu đèn thực tế trên studio của công ty bán bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boe L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.